là một trong những loại gỗ quý. Gỗ đinh hương được nhiều người lựa chọn cho đồ nội thất không chỉ bởi giá trị sử dụng cao mà còn vẻ đẹp thẩm mỹ mang lại. Vậy gỗ đinh hương là gì? Xin mời các bạn cùng tìm hiểu trong clip ngày hôm nay nhé. Về tên gọi, chữ đinh bắt nguồn từ dòng gỗ đinh cộng với hương thơm vốn có của cây, nên cây có tên gọi là đinh hương. Một số tên gọi khác như cây hùng tử hương, đinh tử, công đinh hương hay đinh tử hương. Tên khoa học của đinh hương là gì? Đinh hương thì có tên khoa học là Cydridium aromaticum. Đinh hương thì thuộc họ Maestri, thuộc bộ tứ thiết của Việt Nam gồm đinh, lim, xến, táu. Đặc điểm nhận dạng cây đinh hương. Cây gỗ đinh hương thì có chiều cao từ 10 đến 20 mét, có các lá hình bầu dục lớn và hoa văn màu đỏ thẫm mọc thành cụm ở đầu cành. Các chồi hoa thì ban đầu có màu nhạt và dần trở thành màu lục. Sau đó chúng phát triển thành màu đỏ tươi, khi đó chúng đã có thể thu hoạch. Các hoa được thu hoạch khi chúng dài khoảng 1,5 đến 2 cm, bao gồm đài và hoa dài. Đài hoa và bốn cánh hoa thì không nở, tạo thành viên tròn nhỏ ở trung tâm. Đặc điểm sinh học, sinh thái của cây đinh hương. Là loại cây ưa khí hậu nóng ẩm, đinh hương thì thích hợp trồng trên các vùng đồi núi nhiều mùn và có độ ẩm cao. Chúng được trồng nhiều tại các vườn cảnh, vườn thuốc hay là sân vườn. Cây được nhân giống chủ yếu bằng phương pháp dâm cành, dễ dàng sinh trưởng và phát triển. Sau khi trồng vào khoảng năm thứ 5 hay thứ 6 thì cây sẽ ra hoa và thu hoạch cao nhất là vào năm thứ 20. Tùy theo từng vùng, mỗi năm thì có thể thu hoạch từ 1 đến 2 vụ. Người ta sẽ hái hoa bằng tay khi ở giai đoạn nụ, bỏ cuống sau đó phơi hay sấy khô cho đến khi ngả màu nâu. Phân bố. Cây đinh hương thì có nguồn gốc từ Indonesia, sau đó được trồng ở nhiều nước nhiệt đới như là châu Phi và châu Á. Nhiều nhất là ở các đảo Ấn Độ Dương, bờ biển phía đông châu Phi, Brazil hay là Malaysia. Gỗ đinh hương thì chỉ có một loại, nhưng do xuất xứ mà ta gọi theo nhiều cách gọi khác nhau để phân biệt chất lượng gỗ khác nhau, như gỗ đinh hương Nam Phi này, đinh hương Lào, đinh hương Gia Lai, đinh hương đỏ, đinh hương chun hay là đinh hương xám. Do khí hậu, thổ nhưỡng khác nhau nên chất gỗ trong mỗi loại cũng có sự thay đổi khác nhau. Về đặc điểm cây gỗ đinh hương. Gỗ đinh hương thì có bán kính to, thân gỗ có kích thước từ 60 đến 80cm, có màu sắc trầm, gần giống như màu đỏ vàng. Nhưng khi được ngâm vào nước thì dần chuyển sang màu xanh, còn khi đưa ra ngoài điều kiện ngoài trời thì một thời gian sẽ trở lại thành màu xám. Nhựa thì có mùi thơm nhẹ nhàng, đây là mùi đặc trưng của loại gỗ này. Khi sờ thì có cảm giác mát tay, mềm mịn nên chúng luôn được người dùng cảm nhận được sự ấm áp mà gỗ tự nhiên mang lại. Gỗ đinh hương thì có đường vân gỗ tự nhiên và thớ thịt gỗ rất đẹp. Nếu so với những chất liệu gỗ cùng loại thì đinh hương có một số nét khá tương đồng với gỗ hương, nhưng vân gỗ đẹp hơn, chất gỗ tốt và màu sắc thì nhạt hơn. Ứng dụng gỗ đinh hương. Trong y học hiện đại thì người ta sử dụng đinh hương để chế rượu, làm kích thích tiêu hóa hay là sát trùng. Nhưng công dụng phổ biến nhất của đinh hương là dùng làm nguyên liệu để cất lấy tinh dầu. Đinh hương thì có tác dụng sát khuẩn và diệt sâu bọ mạnh. Thường tinh dầu đinh hương dùng trong nha khoa để làm thuốc tê và diệt tủy răng. Trong công nghiệp thì đinh hương được sử dụng để chiết lấy Eugenola, từ đó bán tổng hợp chất thơm vanillin. Ở nước ta thì khi chưa có đinh hương thì người ta dùng hương nhu trắng để cất lấy Eugenola. Ngoài ra phổ biến hơn là người ta sử dụng thân cây gỗ đinh hương để đóng đồ dùng nội thất, ví dụ như là sập gỗ, bàn ghế hay là lục bình. Chất gỗ đinh hương thì đẹp và quý phái, không chỉ bởi những đường vân gỗ mà còn cả sự bền bỉ khi sử dụng. Đặc biệt, hương thơm trên gỗ thì không bị mất đi theo thời gian, chúng ta vẫn có thể cảm nhận được mùi hương nhẹ dịu khi tiếp xúc hoặc là ngồi gần. Qua những chia sẻ trên của chúng tôi thì có lẽ các bạn đã biết thêm phần nào về đặc tính, nguồn gốc, ứng dụng của gỗ đinh hương. Từ đó quý vị có thể cân nhắc khi sử dụng loại gỗ này làm đồ gỗ nội thất. Quý vị yêu mến thì hãy bấm like và đăng ký kênh để ủng hộ chúng tôi tiếp tục ra thêm các video clip khác.